Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một cái bản đồ kinh tế chung nằm trong cái tập bản đồ địa lý lớp 12. Của cái nhà xuất bản này. Thế thì trước hết thì chúng ta cũng đọc một cái bản chú dẫn trước, chú giải của cái bản đồ. Còn cái yếu tố nào, ký hiệu nào mà không có trong cái bản chú giải này thì chúng ta đọc trên cái bảng ký hiệu chung. Thì trước hết thì chúng ta cũng đọc cái bảng chú dẫn trước, tìm hiểu cái bảng chú dẫn trước. Chú dẫn hay chú giải, thống nhất là gọi chú giải. Đây này, GDP bình quân tính theo đầu người của các tỉnh năm 2014. Cái số liệu rất là cũ. Bản cái tập này là xuất bản năm 2022. Giá trị thực tế đơn vị là triệu đồng. Thì nó đi một cái gam màu là gam màu hồng, phân ra là 5 khoảng. Nhưng mà cái bản tác giả thì nó để màu nhạt nên là khi scan lên ấy, thì máy scan nó không được tốt ấy, thì nó rất là yếu, nó rất là nhạt. Nên là những cái tầng thấp này, cái tầng nhạt này là chúng ta nhìn không rõ. Nhưng mà khi mà cái bản giấy thì chúng ta nhìn rất là rõ. Là dưới 25, 25 gì? 25 triệu đồng của GDP bình quân của cái tỉnh đó. Ví dụ như cái tỉnh này, ví dụ như tỉnh Quảng Bình này, Quảng Trị này này, là GDP bình quân tính theo đầu người dưới 25 triệu đồng. Tiếp theo tương tự như vậy, cái bậc thứ hai là 25 đến 30 triệu, từ 25 đến 30 triệu, từ trên 30. Có nghĩa phải nói là cái này là lớn hơn 30 đến 40. Đây là đến rồi. Để còn từ đến 30. Tức là lấy theo khoảng, cái này là đến 30 này, tức là dưới 30 này, còn cái này là từ và tức là bằng 30 trở lên cho tới 40, chạm tới 40. Còn cái này là từ trên 40, tức là lấy từ giá trị 40 cho đến 60. Tiếp theo nữa là quy mô cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các trung tâm kinh tế. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các trung tâm kinh tế. Thì nó có bốn cái vòng tròn này, tức là nhỏ nhỏ này, nhỏ nhất này là nhỏ, lớn hơn một chút là vừa, lớn hơn một chút nữa là lớn, lớn hơn một chút nữa là rất lớn. Người ta gọi là tương đối thôi chứ người ta không tính chính xác. Thì trong đó thì nó có cái chia ba cái ô màu đây, màu vàng, nó gọi là bánh nôm na gọi là bánh gato đấy, màu vàng thì là dịch vụ, màu xanh là cây, là công nghiệp và xây dựng, màu đỏ là nông lâm thủy sản. Thì chúng ta thử dùng vào một cái biểu đồ này, ví dụ như màu vàng đây là dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm đó. Đấy, thể hiện cái này cũng rất là khó đọc, thì chúng ta lại phải đi đo cơ. Dịch vụ tức là bao nhiêu phần trăm của cái vòng này, của cái đường, của cái quy mô cơ cấu phân theo khu vực kinh tế này. Để phải đi lấy con ba đo bao nhiêu độ, 360 độ là 100% đấy, cũng khó đấy. Tôi thấy là cái này là nó cũng không hợp lý rồi, không hợp lý, tức là cái tác giả làm cái này không hợp lý. Quy mô cơ cấu đấy, ví dụ như quy mô cơ cấu của cái đặt vòng này là 100%, ví dụ cái màu vàng này nó chiếm là 80 độ thì tương ứng với là bao nhiêu phần trăm, còn cái màu đỏ này tương ứng với khoảng là 50 độ bao nhiêu phần trăm, còn cái màu xanh này nó tương ứng với là khoảng là 200 bao nhiêu độ đấy, ví dụ như vậy đấy. Thì chúng ta lại phải đi đo bằng dùng một cái dụng công cụ đo độ ấy. Thế còn chúng ta sẽ gá những cái vòng tròn này vào bốn cái thang bậc này này, nhỏ, vừa, lớn và rất lớn này này. Thì chúng ta nằm ở cái quy mô nào thì chúng ta sẽ xem ở quy mô đó. Tiếp theo là các vùng kinh tế. Thì chúng ta có hiện tại đến cái năm 2022 này này. Số liệu thì 2014. Chắc là không hiện chỉnh gì, không biết bây giờ có thay đổi gì không. Thì nó có 7 vùng kinh tế. Một là vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Vùng đồng bằng sông Hồng. Vùng Tây Bắc. Vùng Bắc Trung Bộ. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.
các tỉnh đánh số trên bản đồ thì nó giống như là cái tập bản đồ hành chính trang 4 trang 5. Thì có 7 vùng kinh tế, thì chúng ta xem cái vùng ấy như nào và đánh số thứ tự đây. Số 5 là vùng Tây Nguyên, có cái ranh giới này đây. Đấy, đây là cái vùng này có diện tích rộng này, đáng lẽ ra cũng phải ghi rõ ở đây là vùng Tây Nguyên để ghi đánh số. Bởi vì nó khi mà nó chật chội, nó không còn cái diện tích để viết ấy, thì người ta mới đánh số. Vừa đánh số vừa viết chữ thì nó mới trực quan. Đấy, thì Trung Du và Núi Nóc là vùng 1. Vùng 1 là đây, tôi đi từ cái chỗ Quảng Ninh này vòng vào đây. Đấy, vùng Đồng bằng sông Hồng là số 2 này. Thế nên nhớ này, vùng thứ 3 là vùng Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ là đi từ Thanh Hóa xuống cho tới Thừa Thiên Huế này. Xong là từ Thiên Huế dọc theo Quảng Nam, Quảng Ngãi cho tới Bình Thuận này này, duyên hải miền Trung. Còn vùng số 5 là vùng Tây Nguyên. Vùng số 6 là Nam, vùng Đông Nam Bộ. Còn vùng số 7 là đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa ấy, vựa lúa của cả nước đấy. Đấy, cũng như như lần trước nói thì là bản đồ này nó thể hiện là cái yếu tố chính của nó là có hai cái nội dung chính là GDP phân theo đầu người, thì nó thể hiện bằng nền độ dài. Nó cách thể hiện thì nó giống như cái nền hành chính của bản đồ hành chính, nhưng mà nó dựa theo cái gam màu, phân theo các đoạn màu, các cái gọi là cái phân đoạn màu ấy, nhưng của cùng một gam màu để thể hiện cùng một cái GDP. Hai nữa là cái quy mô cơ cấu là các cái vòng tròn này này gồm có ba màu đỏ, xanh và vàng. Hai nữa là các cái vùng kinh tế nó chia ra các cái ranh giới và đánh số. Đấy, nội dung như vậy, và có hai cái biểu đồ. Thì đi với biểu đồ thứ nhất là cơ cấu GDP phân theo ngành, phân theo thành phần kinh tế. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế thì nó ở đây nó có ba màu, tức là ba thành phần ấy. Khu vực nhà nước là màu cam, khu vực nước ngoài lớn, bây giờ lớn hơn cả khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đây, khu vực ngoài nước, ngoài nhà nước, khu vực ngoài nhà nước là tư nhân ấy, là màu hồng này. Còn màu xanh lam này là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì ít hơn. Đấy, bây giờ thành phần kinh tế tư nhân cũng rất là lớn. Hai nữa là cái quần đảo Hoàng Sa, bởi vì là đây người ta thể hiện là bản đồ chuyên môn, nên người ta không lấy phần biển nhiều, người ta chỉ lấy phần đất liền thôi để thể hiện chuyên môn. Nên nhưng mà cái quần đảo Hoàng Sa nó vẫn dính vào trong cái phần của bản đồ, thì người ta thể hiện ở trên bản đồ như đã nói trên cái trang 8 trang 9 ấy, rồi là trang 7 trang 8 rồi trang 8 trang 9 và trang 6 trang 7 ấy, thì thể hiện cái quần đảo này là quá chi tiết so với cái chủ đề của cái bản đồ này. Nhưng mà người ta cứ khênh từ cái bản đồ hành chính sang, không lọc bỏ gì hết để nó cách nó dày đặc. Rồi cái bản đồ phụ này cũng thế. Thế là quan điểm của tôi là không cần thiết phải thể hiện cái bản đồ này, vì rằng là nó đã nằm trong một cái tập, và cái tập đấy thì nó đã có một cái trang đầu tiên của bản đồ hành chính Việt Nam thể hiện chủ quyền rồi, chủ quyền biển đảo, cả biển đảo đó rồi, thì không nhất thiết phải là đưa cái bản đồ nhỏ xíu này vào, chỉ có mục đích là chấm hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngoài ra không có ý nghĩa gì nữa. Thế thì đi lại cái này, thế thì cái số liệu này là lấy từ năm 2005, 2010, 2014. Đấy, cái khoảng này nó không đều. 25 năm, 2005, 2010 là 5 năm, 2014 thì còn 4 năm. Đấy, 4 năm thì còn cái bên cột bên này thì tính là phần trăm, còn bên này theo năm. Phần trăm thì cái khu vực nhà nước. Đấy, năm 2000 thì là bao nhiêu? Cơ cấu GDP thì vẫn là 38 tỷ, nhưng mà cơ cấu GDP phân theo ngành, thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế mà đây lại không nói đơn vị. 38,5 là 38,5 cái gì? 38,5%, đúng không? Cộng lại xem có đúng không? 48 là 13, 50 đi, 50, 40, 90, đúng rồi. Cái này 100 thì tính là 38,5%. Năm 2000 là 38,4, 2010 là 33,6, ví dụ vậy. Tôi đến đâu tôi mới đọc bên đấy chứ tôi không có thời gian nghiên cứu trước. Nhưng mà đây là cái này tính theo phần trăm. Ít ra phải mở ngoặc cái dưới này là đơn vị là phần trăm. Vẫn cứ thiếu giống như cái dưới này này.
giá trị thực tế người ta mở ngoặc giá trị thế đơn vị triệu đồng này đó. Còn một cái bảng nữa là người ta nói là nền kinh tế của nước ta đang chuyển dịch hướng đấy, người ta nói chung chung vài điểm thôi. Thế tôi cũng sẽ kết thúc video này ở đây.